Chiều ngày 3 tháng 11, Đảng ủy phường Trần Thành Ngọ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2022. Tại lễ trao tặng, Đảng bộ phường Trần Thành Ngọ có 4 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên 30 năm tuổi Đảng được nhận huy hiệu Đảng. Đợt này, Đảng bộ phường Trần Thành Ngọ có 13 đảng viên lão thành được trao huy hiệu Đảng, trong đó 4 đảng viên 75 năm, 65 năm, 60 năm và 55 năm tuổi Đảng đã được nhận huy hiệu tại lễ trao tặng quận ủy tổ chức. Các đảng viên được trao huy hiệu Đảng là những đảng viên có bề dày công tác, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình công tác và hoạt động, các đảng viên đã nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, động viên gia đình và nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.